Mùa hè năm 1984, mặt trận Vị Xuyên nóng bỏng. Tôi được giao chăm sóc thương binh và hỗ trợ công tác tử sĩ sau trận đánh cao điểm 772 ngày 12 tháng 7. Trong một lần tìm thông tin cá nhân của người đồng đội hy sinh để ghi tên, tuổi, quê quán lên bia mộ, tôi chỉ tìm thấy trong túi áo ngực tờ giấy thấm máu. Mở tờ giấy, phía trên nhòe cùng màu xanh của mực và màu đỏ của máu, tôi đọc được dòng chữ "Mẹ kính yêu". Phía dưới là máu thấm khô trên trang giấy trắng. Có thể đây là bức thư người đồng đội chưa kịp hoàn thành. Tôi nghẹn lòng nhớ tới mẹ mình và nghĩ về mẹ của đồng đội. Tốt nghiệp phổ thông, sau đó thì tôi thi vào Đại học Mỏ Địa Chất năm 1982. Và sau khi biết tin mình đỗ đại học thì một cái suy nghĩ chợt đến. Và cái năm đó thì trường Đại học Mỏ Địa Chất đã chuyển về Hà Nội. Thế là như vậy là nếu mà gọi là đi thoát ly thì không thoát ly được. Được, bởi trường nếu ở Hà Nội thì mình nhà Hà Nội thì nó vẫn thế. Thế là tôi mới quyết định là xin đi bộ đội, xin nhập ngũ. Thì khi cha mẹ biết tin là mình đi nhập ngũ thì mẹ tôi cũng rất là lo. Đấy, và cũng có chút ít là thút thít nước mắt. Thế nhưng mà cha tôi thì rất đồng tình. Cha tôi khuyên mà con nghĩ thế là đúng. Thế là tôi lên đường nhập ngũ, tạm gác việc học đại học lại. Đấy, và tôi nhập ngũ vào ngày 5 tháng 9 năm 1982. Đợt đi đó thì rất nhiều anh em ở quận Đống Đa và một số địa bàn khác, nhưng mà lính Đống Đa thì tôi biết nhiều hơn. Anh em Đống Đa cùng chơi với nhau thì biết nhiều hơn. Chúng tôi đi lên tàu hỏa, đi thẳng một lèo lên phố Lu. Lúc đó mới biết là mình là quân của sư đoàn 356, là một sư đoàn huấn luyện. Là một người chỉ huy trong đơn vị, nói về cái phẩm chất của người bộ đội ở thủ đô Hà Nội, thì trong cảm nghĩ của tôi đó, tôi luôn có một cái cảm nghĩ và suy nghĩ đối với anh em rất là sâu sắc. Tôi thấy nó có nổi lên bốn cái nét đặc trưng thế này. Trong chiến đấu thì rất là dũng cảm và mưu trí. Thế còn trong công tác và trong lao động đó, thì rất là sáng tạo, tận tâm tận lực. Và trong cái đời sống đó, thì rất là thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau. Thế còn trong cái vui chơi với nhau đó, thì cũng rất là nhiệt tình và rất là trách nhiệm, tình cảm. Thì nói xa xôi tôi không nói, mà nói cái gần đây nhất là nói ngay cái chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên. Đấy, thì nó đã thể hiện toát lên đầy đủ bốn cái yếu tố này. Đấy, tôi nói thí dụ như thế này. Khi vào chiến đấu ở cái mặt trận Vị Xuyên, thì năm 84 là được bộ quyết định điều của sư đoàn chỉ có một trung đoàn lên, một trung đoàn 2 lên chiến đấu mặt trận Vị Xuyên. Đấy, thì trong cái trung đoàn 2 đó, thì cái số lượng anh em mình quê ở Hà Nội đấy là lên Vị Xuyên đến đó là cũng khá đông. Lúc đó chiến tranh biên giới của phía Bắc, chúng tôi cũng như những người thanh niên của đất nước Việt Nam, khi Tổ quốc cần chúng tôi lên đường để bảo vệ Tổ quốc. Tôi có tham gia ở Sư đoàn 3, ở Sư đoàn Sao Vàng và Trung đoàn 2. Thực sự rằng lúc đó chúng tôi còn rất trẻ. Khi đó chúng tôi huấn luyện thân binh thì cũng có một trung đoàn của chúng tôi để tăng cường lên cho mặt trận Vị Xuyên. Lúc đó Thủ trưởng Đại tá Nguyễn Lư có nói với chúng tôi rằng là thực sự một điều rằng là bắn đạn thì bắn thì chưa chắc đã trúng, mà trúng thì chưa chắc đã chết, đạn nó tránh mình chứ mình không tránh được đạn, các em phải bình tĩnh. Đến năm 1984, bắt đầu vào hè năm 1984, tôi nhớ mãi là vào khoảng tháng 5 thì chúng tôi nhận được lệnh hành quân. Lúc đó thì cũng chả biết đi đâu đâu, chỉ biết lệnh hành quân gọi là hành quân di chuyển đấy, chứ không phải hành quân chiến đấu đó. Thế thì anh em mang hết quân tư trang đi lên đường.
và cứ thế xe cứ thế chạy, chúng tôi cũng không biết đi đâu. Thế cho đến khi mà bắt đầu từ Hòa Liên Sơn, từ Lào Cai, Phố Lu đi xuống đến xe rẽ về Tuyên Quang, thì chúng tôi thấy một cái cảm xúc lần đầu tiên trong đời, thấy một cảm xúc rất lạ, là thấy những đoàn người đứng hai bên đường ở ngày xưa gọi là thị xã Tuyên Quang đấy, vẫy xe chúng tôi đi, vẫy những người lính chúng tôi trên xe và đưa lên xe, chạy theo đưa lên xe những cái thứ như là chuối, mía, rồi là thuốc lào, thuốc lá, và tôi nhớ còn có cả bánh đậu xanh nữa. Thế đưa lên xe và vẫy chào chúng tôi, cố chạm tay vào những người lính, thì đúng rồi, lúc đó chúng tôi biết là mình hành quân lên mặt trận Hà Giang. Lúc đó cũng biết tin là mặt trận Hà Giang bắt đầu có tiếng súng rồi. Thế hình ảnh đó thì mình nghĩ chỉ xem trong phim, trong ảnh thôi, không nghĩ rằng cuộc đời mình lại có giây phút đấy. Thế và nhớ nhất là cái hình ảnh của những người dân trên dọc đường đoàn quân đi. Tôi nhớ ở đoạn Vĩnh Thi hay Hàm Yên này, thì có hình ảnh tôi nhớ mãi là anh em cứ lưu truyền một cái hình ảnh của người mẹ, một bà cụ người Tày. Đấy, lưng thì còng chống cái gậy, quần áo thì cũng không được lành lặn, cũng rất là tội, cầm cái giá gạo chặn cả một đoàn xe. Đấy, và nói với chúng tôi là mẹ cho các con cái giá gạo. Thế thì đánh ở Vị Xuyên ở một cái vị trí khó khăn như vậy, nó điều lên đã khó rồi, thì anh em lên đó về mặt đời sống thì rất là thiếu thốn, rất khó khăn. Nhưng mà về mặt chiến đấu đó thì có rất nhiều cái lính anh em đa số Hà Nội đấy là chiến đấu rất dũng cảm và rất mưu trí. Đấy, tôi nói thí dụ đây một số các đồng chí mình ở đây như đồng chí Nghiêm, đồng chí Hùng hay là đồng chí Huân đây chẳng hạn đấy, là những người trực tiếp chiến đấu mặt trận Vị Xuyên. Cách đánh của mình ở Vị Xuyên anh em rất sáng tạo. Tôi nói một cái thí dụ như thế này. Khi đánh lên cái đánh chiếm lại cái Bình Độ 1001-1002 đó, đấy, thì bản chất của cái thằng địch là nó mạnh hơn mình về mọi mặt, nó ở thế cao hơn này, quân nó đông hơn này, vũ khí đạn dược của nó nhiều hơn, rất mạnh. Đấy, thế thì bây giờ mình muốn đánh lại nó mà mình cũng cứ chỉ dùng quân đơn thuần để mình đánh nó thì không sao. Mình phải có cái cách đánh lúc đó, anh em ở đó mới tìm cách là vẫn có cái kinh nghiệm của mình chiến đấu suốt bao nhiêu năm ở chiến trường miền Nam nữa, mới đào công sự, chui xuống dưới cho nó bắn pháo. Nó bắn chán ra rồi, lúc đó nó chiếm được rồi, nó bắn pháo xong nó còn dùng súng phun lửa, nó chung lên trận địa của mình. Sau nó chiếm được trận địa, chiếm được trận địa xong thì là nó liên hoan. Đến bữa ăn nó rất chính quy mà nó giá súng, nó đặt súng vào chỗ, rồi nó vỗ tay hoan hô, rồi nó ăn cơm. Thế lúc đó đấy thì anh em mình mới từ ở dưới các cái hầm ngầm mới chui ra đánh lên. Và một trận đó đấy, mình tiêu diệt được hơn 40 tên địch, thu được 37 khẩu súng các loại với 4 khẩu súng phun lửa. Hay có những cái trận địa nó được mệnh danh khiếp lắm. Cái núi 772 đó, cả một cái núi đá như vậy mà đến nỗi nó bắn pháo vào mà nó tan hoang, sau này mới gọi anh ở địa phương anh em mới gọi nó là lò vôi thế kỷ. Đấy, hay là cái thứ hai đó là cái 685 nó bắn pháo, anh em phải gọi nó đấy là cái cối xay thịt. Đấy, thế rồi cái thác Âm Phủ, cái thác để mình lấy nước, chỉ có một cái chỗ để lấy nước thôi, nhưng mà nó bắn pháo liên tục, cứ từng đợt nó bắn vào đấy, chết nhiều, phải gọi là thác Âm Phủ. Từ cái thác Âm Phủ nó chơi xuống dưới nó mới gọi là suối gọi hồn, cũng chính là từ cái đó đấy. Chiến sự ác liệt và dai dẳng, những địa danh chỉ mới nghe tên đã thấy rợn người. Đây là Lò, làng Kinh, hang Rơi,
kia thung lũng gọi hồn cửa tử, xa xa đồi đài cối điểm cao 685-772 sừng sững 1509. Tất cả đã in đậm trong tâm khảm của mỗi người lính chúng tôi. Những ngày cam go ấy, chúng tôi, những tân binh đã quên đi ánh đèn và nhịp sống của phố phường. Tôi sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh. Thành phố nơi tôi sống thật yên bình. Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi. Cho đến ngày tôi đặt chân lên mảnh đất này, nơi chú tôi hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, tôi mới thấy rằng những ngày mà tôi ngỡ bình yên ấy, thì tại nơi đây, chú tôi và biết bao người trai trẻ đã kiên cường chịu mọi gian khổ, chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất biên cương. Trong những người lính trẻ đóng quân tại hang rơi năm ấy, Lê Văn Phương là chàng trai Hà Nội. Gia đình anh sống trong ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, con phố đông đúc sầm uất giữa trung tâm thủ đô. Anh Phương có một mối tình đẹp với cô bạn học chung tên Yến. Hai bên gia đình đã định ngày cưới hỏi. Đúng vào lúc ấy, địa phương phát động lời kêu gọi các thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ biên giới phía Bắc. Anh đã âm thầm nộp đơn tình nguyện đi bộ đội. Ngày lên đường, anh chị chia tay với lời hẹn ước, anh sẽ về. Chiến tranh đã mang đi tất cả hy vọng, tình yêu, mơ ước của những đôi lứa yêu nhau. Chú tôi đã không thể thực hiện lời hứa với cô Yến. Phải mất một thời gian dài, cô Yến mới tin được là chú tôi đã hy sinh. Thời gian trôi qua, nỗi đau dần nguôi ngoai. Gia đình tôi vẫn luôn coi cô như người con trong nhà. Năm nào cũng vậy, những ngày lễ Tết hay trong nhà có việc quan trọng, nhất là đến ngày giỗ của chú, không khi nào vắng mặt cô. Lúc thì túi lớn, túi bé, bánh trái, hoa quả, khi thì chỉ nén hương thắp cho chú. Nhìn cô ân cần, chu đáo, tôi chạy lòng thầm nhủ, giá như không có chiến tranh. Phương ơi, hôm nay là ngày 16 âm lịch. Đơn vị tôi và đơn vị lên làm lễ cầu siêu cho Phương và toàn bộ anh em. Nhớ đến bạn, tôi châm một điếu thuốc để bạn hút. Một lát nữa anh em chúng tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho bạn và đồng đội. Mong bạn đón nhận. Nhà văn, nhà báo chiến trường Trần Hữu Tòng vẫn nhớ mãi những kỷ niệm về Phương, chàng lính trẻ với nụ cười hiền lành. Phương và con trai ông, anh Trần Hữu Quân là hai người bạn chiến đấu thân thiết. Những kỷ niệm về Phương, hai cha con nhà văn luôn trân trọng và giữ gìn.
Vì vì Phương với Quân là có cái mối tình bạn bè tại tại Hà Nội. Và khi lên ở Hà Nội nữa thì Phương hay đến nhà Quân, Quân hay đến chỗ Phương, đi lên về xuống thì đi với nhau. Nên là tôi rất là quý Phương. Khi lên thì gặp hai anh em thì tôi muốn chụp. Quân thì có ảnh rồi, còn Phương thì chưa có ảnh. Tôi muốn chụp cho Phương một ảnh. Nhưng mấy lần giơ máy lên thì Phương phủ mặt. Phương còn nói thôi bạc ạ, thôi để lần khác. Lần này cháu phủ xấu lắm. Là tôi cũng rất cảm động. Và khi về đó thì mấy tháng sau thì Quân báo tin là Phương hy sinh. Và tôi nghĩ nói rằng là nói Phương cũng như con mình thôi mà. Cùng tuổi tác như thế, cùng chiến đấu hy sinh, cùng bảo vệ đất nước, bảo vệ biên cương như thế. Một đứa mất đi cũng như con cháu của mình xót xa và đau đớn. Thì khi ấy tôi nghĩ nói rằng không chụp được Phương một tấm ảnh, tôi xót xa. Và khi không nghĩ được thì tôi nghĩ chữ là cái này. Đây là kỷ niệm của Quân đưa về, nhưng đồng thời kỷ niệm của Phương, kỷ niệm của Quân. Quân thì đàng, Phương thì đàng Quân, nhưng mà Quân đưa về tôi dự xót xa lắm, bởi vì thằng Phương là đẹp trai, khỏe, to lớn, đi với Quân, hai đứa đi đâu đi với nhau, thời kỳ về nhà ta ăn cơm này ngủ với nhau ở đấy cũng xót xa chứ, mất mặt. Giá như trong đó hoàn cảnh mà nói thực, mà nếu như con mình thì mình đau đớn như chừng nào, mà con của bà con của mình có người con như thế mà mình xót xa, mình chừng nào tôi cũng xót xa lắm. Không phải xót xa cho Phương này đâu, mà lên đấy mới thấy xót xa cho rất nhiều anh em chiến sĩ. Tôi đã đi đến các chiến trường, không thói tình nghĩa nào mà gắn bó bằng tình nghĩa máu xương của đồng chí, đồng đội. Không có tình nghĩa nào mà thâm thúy bằng như thế. Đi tất cả chiến trường, anh em gặp nhau ở Vị Xuyên, gặp nhau trên đồ đài, Hàng Rơi, Làng Lò, gặp nhau như thế, bây giờ lại gặp nhau được ở Hà Nội ở đây, anh em là quý lắm. Không có tình nghĩa nào mà gắn bó bằng tình đồng chí, đồng đội, gắn bó bằng tình xương máu ở chiến trường mà bây giờ gặp nhau ở được như thế này. Ta tiếc và ta đau đớn, ta tiếc và đau đớn những đồng chí đã hy sinh. Và chính những đồng chí hy sinh ở đó thì mới giữ được biên cương của chúng ta, đất nước của chúng ta mới có được như ngày hôm nay. Điều ấy chúng ta đừng bao giờ quên. Mà chúng ta nhắc con cháu của chúng ta đừng bao giờ quên những người đã ngã xuống ở biên cương, ở mặt trận để giữ được bình yên cho đất nước như hôm nay. Nhà văn Trần Hữu Tòng đã đi khắp các biên giới dọc đất nước, chứng kiến những hy sinh thầm lặng và sự kiên gan giữ đất của người chiến sĩ biên cương. Nhưng với cuộc chiến tranh giữ đất tại biên giới Vị Xuyên, không ở đâu ác liệt cam go như thế. Bởi ở đó có những con dân đất Việt, tuổi xuân đâu tiếc, lưng trần cắp súng xung phong. Những chàng trai trẻ 18 đôi mươi như con trai ông, hồn nhiên như cây cỏ, cười tươi trước khi ra trận, sống chết không màng, dù đạn cày rách mặt toác vai, vẫn chắc tay súng xông pha giữ đất biên thùy. Thì mỗi người làm nhiệm vụ thì tôi được phân công làm công tác chăm sóc thương binh và hỗ trợ công tác tử sĩ sau cái trận đánh ngày 12 tháng 7. Thì cái trận đánh ngày 12 tháng 7 là một trận đánh có lẽ là không bao giờ quên đối với những người lính mặt trận Vị Xuyên mà ở sư đoàn chúng tôi. Trận đó là một trận anh em thương vong với con số không nhỏ. Và tôi cùng với một số anh em trong đội hỗ trợ công tác tử sĩ, đội công tác tử sĩ đấy, tôi chỉ làm hỗ trợ thôi. Làm rửa cho anh em, tắm rửa rồi tìm thông tin cá nhân để khắc lên bia mộ cho anh em. Và đó là cái cảm xúc mà tôi nghĩ là có lẽ không bao giờ quên được. Cái cảm xúc khi mà nhìn thấy những cái đồng đội, những người bạn của mình, những đồng đội của mình hy sinh. Tôi nhớ là một lần tìm thông tin cá nhân của một người đồng đội hy sinh để ghi tên tuổi quê quán lên bia mộ, mà cái bia ngày xưa ấy, thì lúc đó không phải là bia đá đâu, mà cắt những cái tấm gỗ vuông vuông ấy, và viết bằng sơn. Thì cái số lượng mình tìm được thông tin cũng không nhiều đâu, còn số lượng anh em mà mình không tìm được thông tin thì cũng khá lớn. Tôi nhớ hôm đó là tìm trong túi áo ngực của một người đồng đội thì thấy một tờ giấy, nó là cái vỏ bao thuốc lá Sapa được gấp lại. Cái tờ giấy thì ướt máu rồi, thấm máu. Thì tôi mở ra thì phía bên trong thì cái nhòe trong màu xanh của mực với màu đỏ của máu ấy,
Ngày xưa mực là mực cửu long, mực bút máy. Nó dễ bị nhòe, nó nhòe cùng mấy máu thì đọc được 3 chữ là mẹ kính yêu. Ở dưới thì chắc thì không có gì cả. Ở dưới thì máu nó thấm trên trang giấy trắng rồi. Thế lúc đó mình mới sực nhớ đến mẹ mình. Lúc đó mới, bởi vì những ngày làm nhiệm vụ thì công việc nó nhiều, cũng không nghĩ được về gia đình. Đấy. Lúc đó mới sực nhớ đến mẹ mình. Và thực sự là nghẹn lòng khi mà nghĩ về mẹ của người đồng đội. Mình còn có một hy vọng nào đó để gặp lại mẹ mình, chứ người đồng đội thì, người mẹ đồng đội thì đã vĩnh viễn không được gặp lại con nữa rồi. Thế và cái tôi đoán đấy là một bức thư, đoán là một bức thư của người đồng đội chưa kịp hoàn thành. Thế đêm hôm đó thì tôi lên ngồi bên cạnh những cái ngôi mộ mà mới đắp cho anh em, thì tôi đi viết tiếp bức thư, không có đàn, chẳng có giấy bút gì cả, cứ nghĩ được câu nào thì hát câu đấy cho những anh em nằm dưới mộ nghe đấy. Thì về sau này khi những cái lời của bức thư hoàn thành ấy, thì nó thành một cái bài hát. Bài hát đó là bài ban đầu tôi đặt tên là Thư Gửi Mẹ. Thế sau nhiều năm, anh em đến năm 2014 anh em gặp lại nhau để trở về chiến trường xưa thăm đồng đội ấy, thì anh em đội tuyên văn cũ với cả một số anh em bảo thôi đổi tên bài đi. Thư Gửi Mẹ thì cũng đúng rồi, nhưng anh em có khuyên mà đổi tên bài, vì trong bài hát có câu là Thư Về Với Mẹ, thì tôi đổi tên bài hát thành Thư Về Với Mẹ. Thì bài hát đó là cái nỗi niềm của chính mình và cũng là cái nỗi niềm của những người đồng đội đã hy sinh. Đấy. Thì xin hát tặng các bạn bài hát đó luôn. Mẹ ơi, chiều nay nhận tin con, mẹ hãy yên lòng, đừng lo nhiều mẹ nhé. Chiều nay trận đánh vừa qua xong, con ghi vội đôi dòng về thăm mẹ. Mẹ ơi, thư về với mẹ, con lượm nấm khói đất chiến hào. Thấm máu đào bạn con vừa hy sinh, thư về với mẹ, lời nguyện thề vì đất nước trong lòng, thư về với mẹ, non sông sạch bóng thù con sẽ về. Về đây cũng là rất là xúc động, em biết là rất là xúc động. Em mới thấy là cuộc sống ngày xưa sinh tử giữa cái sống với chết, thì người ta mới thấy là cái sống nó quý như thế nào. Và khi được sống thì người ta cần phải làm những gì, người ta phải sống làm cho nó đúng. Phương ngày xưa nằm ở đây, anh Phương mà anh kể với em rất nhiều, anh Phương nằm đây. Đấy thì đã hy sinh tại đây. Mà anh Phương thì anh gặp chị Yến hôm qua hôm kia. Anh Phương và chị Yến yêu nhau trước khi đi bộ đội. Thì vào trong đây gặp bọn anh, tình yêu hai người hết sức là trong sáng. Mà bọn anh ngồi đấy thì rất là nghèo. Thì mỗi lần về phép Yến đều là rất là chăm sóc. Lần về phép cuối cùng anh với Phương về là gặp Yến, và Yến tiếp đãi rất là nồng hậu. Và lên trên này khi Phương bị hy sinh là chính là đang viết thư về cho Yến, 2-3 hôm nữa là kết nạp đảng. Phương nhà mình hiền lành lắm, mà làm bên quân khí thì lúc đấy tôi cũng là đang làm ở trong cấp ủy. Thì sau khi ở phía trước và làm hồ sơ lý lịch xong rồi thì bắt đầu xét, thì đã có quyết định
chỉ cho đồng chí bí thư đảng ủy tiểu đoàn ấy là treo cờ các thứ để coi như là 2-3 hôm nữa thôi sẽ tổ chức kết nạp cho phương. Đây thì nhưng mà các em ạ, ngày 10 tháng 10 âm lịch, bạn của Phương là Thắng quê ở Thanh Hóa, thì cùng với Thắng ở Nghệ, người Nghệ An trong Vinh, thì là được giao nhiệm vụ phân công ra để lấy nước. Thì mới ra đến mép suối thôi thì pháo cố ý 160 của quân xâm lược bắn trúng vào hai đồng chí đấy, cả nước tung tóe ra. Lúc đó thì anh Trung với Phương lao ra để cứu đồng đội vào, thì hai đồng chí đã cũng bị thương luôn. Anh Trung thì cũng bị vào trong ngực, còn Phương nhà ta hôm nay nói rõ cho gia đình biết là mảnh pháo găm đúng vào bụng bên phía bên trái, tức là ta hay gọi là đại tràng ấy, phỏng quá không cầm được máu. 8:30 thì Phương mới ngừng thở, gia đình ạ. Mà lúc đấy trên cái sạp đấy là 4 đồng chí nằm, một đồng chí đang được bác sĩ cứu chữa cái chân, một đồng chí cứu chữa ở ngực, một đồng chí thì tắt thở rồi, Thắng Thanh Hóa tắt thở rồi. Nhưng xong nọ cũng vì nhiệm vụ mà vẫn phải động viên anh em, những người còn sống hãy biến đau thương thành hành động cách mạng. Tất cả tiểu đoàn 4 quyết tâm báo thù cho các đồng chí. Từ đấy thì các chốt không một chốt nào bị mất. Ngày ấy, những chàng trai đang phơi phới tuổi xuân, chẳng nghĩ gì đến sống chết, chỉ muốn thỏa chí làm trai. Những người lính tuổi mãi mãi đôi mươi, họ chiến đấu và hy sinh để bảo vệ từng tấc đất này. Mãi mãi họ nằm lại để giữ đất biên cương. Tinh thần sống bám đá, chết hóa đá cho Tổ quốc, để một tấc đất không lùi, vẫn như ngọn lửa cháy cho đến ngày hôm nay. Một thế hệ mới đang bước tiếp những bước chân hào hùng của các anh, vẫn ngày đêm canh gác nơi địa đầu đất mẹ. Một tấc đất không lùi không chỉ là lời dặn dò của đồng đội trong những giấc mơ, mà đã trở thành một khẩu hiệu luôn làm vững lòng chiến sĩ. Phải chăng những chiến sĩ nằm xuống nơi đây đã khiến ngọn núi này hóa linh thiêng, xúc động đến nghẹn lòng? Núi vẫn cao và trời xanh vẫn thẳm, chỉ bóng dáng bạn mình chẳng thấy đâu. Cuối thu, trời biên giới vẫn còn rực nắng. Phóng tầm mắt ra xa, thấy những đỉnh núi quệt mây. Gió cuộn đi cuộn lại như còn trăn trở điều gì đó. Có phải anh linh các liệt sĩ ngóng đồng đội đến thăm? Trên đỉnh núi thiêng kia, cỏ cây vẫn chen với đá. Các anh vẫn nằm đây, hòa với non sông, hóa thành linh khí. Sống, chiến đấu, giữ nước. Thác, hóa linh thiêng, giữ hồn núi sông.